Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Tính đến 7 giờ sáng ngày 20 tháng 10, trên địa bàn tỉnh có trên 96.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ. Hiện Quảng Bình đang tập trung nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ấm lòng những suất cơm dành cho đồng bào vùng lũ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 20 tháng 10, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã chủ trì buổi làm việc về công tác ứng phó khắc phục hậu quả của mưa lũ. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến 7 giờ sáng ngày 20 tháng 10, trên địa bàn tỉnh đã có trên 96.000 ngôi nhà bị ngập sau mưa lũ. Các địa phương trên địa bàn đã tiến hành di dời hơn 23.000 hộ dân ở khu vực thấp đến nơi an toàn. Hiện trên địa bàn Quảng Bình đã có 4 người chết do mưa lũ, số người bị thương do mưa lũ là 9 người. Trong những ngày qua, Quảng Bình đã huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng công an, quân đội, biên phòng, chính quyền các địa phương, các đội cứu trợ để hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở ngành đã báo cáo nhanh về công tác ứng phó khắc phục hậu quả của mưa lũ, trong đó nhấn mạnh một số vấn đề khó khăn như lương thực, thực phẩm, nước uống dự trữ của người dân vùng lũ hầu như đã cạn kiệt. Việc tiếp cận để cứu trợ cho bà con gặp nhiều khó khăn do mực nước đang còn ở mức cao. Cũng tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm khẩn trương cứu trợ người dân bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ, như thiết lập các địa điểm cung cấp lương thực thực phẩm tập trung, đồng thời sử dụng các cano, thuyền cứu hộ để vận chuyển lương thực đến cho bà con. Trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt cục bộ và sạt lở ở một số xã trên địa bàn, lãnh đạo huyện Minh Hóa đã đi kiểm tra công tác ứng phó với tình hình lũ lụt. Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cho biết, đến 18 giờ ngày 19 tháng 10, khu vực huyện Minh Hóa mưa đã giảm, nước bắt đầu rút nhưng rút chậm. Toàn huyện có 1.718 hồ vẫn bị ngập sâu, trong đó 30 hồ với hơn 106 khẩu phải di rời do sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Hơn 100 hồ đã di rời lên vùng cao hơn như trụ sở trường học, ủy ban, trạm y tế để đảm bảo an toàn. Hiện nhiều cầu khe tràn đi xã, thôn bản vẫn bị chia cắt. Nhiều tuyến đường như đường vào bản Ón bị sạt lở đá, dọc các khe suối ở khu vực Xuân Hóa, Hồng Hóa, Quy Đạt bị sạt lở mạnh. Qua nắm tình hình và thị sát một số khu vực, lãnh đạo huyện lưu ý, tình hình nước lũ còn diễn biến phức tạp, các địa phương cần quán triệt tốt phương châm 4 tại chỗ, người dân tuyệt đối không được chủ quan. Những trường hợp ở vùng xung yếu, sạt lở, chủ động di rời để đảm bảo an toàn, đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân ở những nơi tránh lũ, huy động tối đa lực lượng, trực 24/24 giờ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Nước lũ rút đến đâu, chủ động khắc phục đến đó. Tính đến 7 giờ sáng ngày 20 tháng 10, mực nước sông Danh tại Đồng Tâm còn 8,47m, trên báo động 1, 1,47m. Tại Mai Hóa 5,71m, trên báo động 2, 0,71m. Một số xã như Văn Hóa, Châu Hóa, Thạch Hóa hiện tại nước đang xuống nhưng vẫn còn ở mức cao. Toàn huyện có trên 6.600 nhà bị ngập, trên 3.800 hồ bị cô lập. Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản của người dân ở thôn Thuần Tiến, xã Thuần Hóa, thôn Thuần Hoan, xã Đồng Hóa, thôn Kim Trừng, thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa. Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt nặng để nơi trú ẩn an toàn. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Danh xuống chậm, tuy nhiên vẫn rất nguy hiểm, bà con nhân dân không được lơ là chủ quan. Theo số liệu thống kê mới nhất, đến thời điểm này toàn huyện Bố Trạch có hơn 11.600 nhà bị ngập, trong đó có hơn 7.500 nhà bị ngập từ 1 đến 3 mét. Có 41 thôn bản tại các xã Xuân Trạch, Liên Trạch, Thường Trạch, Cử Nẫm, Hưng Trạch, Phúc Trạch, thị trấn Hoàn Lão bị chia cắt cô lập. Có 13 điểm ngầm tràn bị ngập, không đi lại được. Một số điểm tại đường tỉnh 526 bị nước ngập từ 0,5 đến 1,2 mét, gây ách tắc giao thông. Hiện Bố Trạch đã di dời được hơn 3.400 hộ dân với trên 12.600 khẩu đến nơi an toàn. Cùng với các lực lượng chức năng của tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai công tác cứu nạn cứu hộ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân vùng lũ.
Ngoài việc triển khai lực lượng để tiến hành phân luồng, hướng dẫn giao thông, ngăn người và phương tiện đi qua các tuyến đường bị ngập, hư hỏng để đảm bảo an toàn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân dân vùng lũ. Cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã chia thành 15 tổ cứu trợ, sử dụng tối đa các phương tiện thủy để nhanh chóng tiếp cận các địa bàn bị ngập sâu. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, công tác cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát Giao thông Quảng Bình đã kịp thời di rời hàng trăm người dân cùng tài sản ở các địa bàn bị ngập sâu như Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch đến nơi an toàn. Đồng thời hỗ trợ hàng trăm áo phao, mì tôm, nước uống giúp người dân vượt qua khó khăn do mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, mưa lũ những ngày qua khiến cho địa bàn nhiều huyện đã bị ngập sâu. Trên mạng xã hội, mọi người chia sẻ nhau thông tin về những nhà dân cần cứu giúp, số điện thoại các đơn vị cứu hộ. Và ở thành phố Đồng Hới, nơi đang chịu ảnh hưởng ít hơn, nhiều người dân cũng chẳng đem theo dõi thông tin từ vùng lũ lụt, và họ cùng nhau nấu cơm để mang những suất ăn đến cho đồng bào ở vùng thiên tai. Thưa quý vị, căn bếp này đã được đón lửa từ lúc 4 rưỡi sáng. Mỗi người một công việc, đều khẩn trương để chuẩn bị những suất ăn để gửi đến cho bà con đang ở vùng lũ lụt. Những người dân này đều là đầu bếp ở cả cơ sở du lịch hay chủ các nhà hàng trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Họ gom nếp gạo để hong xôi nấu cơm và một ít thực phẩm để chế biến món ăn. Mấy ngày rồi, người dân vùng lũ, vùng ngập lụt chỉ có mì tôm, lương khô, thậm chí là chẳng có gì để ăn. Một nắm xôi, một hộp cơm sẽ ấm lòng cho bà con đang ở vùng nước lũ chống chọi với thiên tai. Không có gì hơn là cùng góp sức mình, được mỗi người một chút, nên là mong muốn là đem đến cho mọi người một bữa ăn đến tay được người dân được bữa nào hay bữa đó. Hơn 2.000 suất cơm đã nhanh chóng được hoàn thành trong ngày đầu tiên. Mỗi suất có thêm vài phong lương khô, nước suối, hộp sữa. Trước đó một ngày, câu lạc bộ những người làm du lịch Quảng Bình đã kêu gọi cộng đồng ủng hộ dự án 10.000 suất ăn, nước uống, nhu yếu phẩm hàng ngày để tiếp tế cho bà con vùng lũ lụt. Và từ 10 triệu đồng của cả cá nhân đầu tiên, đến nay, câu lạc bộ đã nhận được hơn 200 triệu đồng tiền ủng hộ và sự đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị khác. Thì thật sự là mọi người cũng chỉ biết huy động với nhau rồi cũng đi quyên góp, rồi tiếp tế cho các bà con, mọi người rất là nhiệt tình. Chỉ nghĩ rằng là làm sao cho bà con vượt qua được những cái lúc khó khăn như thế này. Mỗi nhà là mỗi bếp, và ở đó có những tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ. Bếp đỏ lửa và người dân lại chung tay góp từng hộp cơm, chai dầu, lương thực và hoàn thiện nhanh nhất những suất cơm. Để vận chuyển đến với người dân, họ tìm cách liên lạc phương tiện, liên lạc với đơn vị cứu hộ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở vùng lũ. Khẩn trương, tất bật, họ nỗ lực hết mình để từng suất ăn được đến với mỗi một người dân đang phải chịu đói rét trong vùng lũ lụt. Và những ngày tiếp theo, bếp sẽ tiếp tục đỏ lửa, sẽ có thêm hàng nghìn suất cơm nữa được tiếp tế cho người dân. Mưa lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp trong một số ngày tới. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, người dân cần khẩn trương thực hiện những biện pháp sau. Thường xuyên theo dõi thông tin về mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, chấp hành nghiêm lệnh sơ tán của chính quyền địa phương, hạn chế di chuyển trong lũ, trường hợp cần thiết phải mặc áo phao hoặc sử dụng vật nổi. Không đi qua ngầm, tràn, cầu cống hoặc các đường giao thông khi lũ đang tràn qua. Không bơi lội, đánh bắt cá, vớt củi trong vùng ngập lũ. Thường xuyên chú ý tới trẻ nhỏ, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai. Chuẩn bị và bảo vệ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh. Thường xuyên giữ liên lạc và không để điện thoại hết pin. Kiểm tra an toàn thiết bị điện trước khi sử dụng. Chủ động dọn dẹp, tiêu hủy xác súc vật, vệ sinh môi trường ngay sau khi lũ rút. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở tỉnh Quảng Bình. Trong những giờ qua, khu vực tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Tại Kiên Giang 141 mm, Lệ Thủy 99 mm, Trường Thủy 150 mm. Dự báo trong 6 giờ tới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo tình trạng ngập lụt sâu nghiêm trọng còn tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở hạ lưu các sông và tại vùng trũng thấp các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch và Minh Hóa. Cấp độ rủi ro cho thiên tai cấp 2. Bây giờ là những thông tin thời tiết trưa và chiều nay.
Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 20 tháng 10, khu vực thị trấn Đồng Lê nhiều mây có mưa và lúc mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm 86 đến 99%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây có mưa, có lúc mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm 87 đến 99%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây có mưa, có lúc mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm 88 đến 98%. Khu vực thị trấn Phong Nha nhiều mây có mưa to, có lúc mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm 86 đến 99%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão nhiều mây có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm 87 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây có mưa vừa, có lúc mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm 87 đến 98%. Khu vực thị trấn Quán Hầu nhiều mây có mưa vừa, có lúc mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm 86 đến 98%. Khu vực thị trấn Kiến Giang nhiều mây có mưa to, có lúc mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, độ ẩm 87 đến 99%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông, trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 m.